Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì hôm nay MyBitcoin sẽ hướng dẫn mọi người làm hai cái dự án là nhận token FILV kèm với là token với một cái dự án là nhận token TFI nha các bạn. Thì để nhận được hai token FILV này thì các bạn vào link thứ nhất dưới phần mô tả video. Sau đó nó sẽ có giao diện như thế này. Bước tiếp theo thì các bạn kéo xuống đây. Các bạn kéo xuống dưới phần này thì ở dưới phần này nó sẽ có cái link là các bạn cần điền lại cái địa chỉ quỹ ETH. Hoặc là nếu mà bạn nào muốn ấy thì các bạn có thể chuyển sang giao diện tiếng Anh nhé. Thì để chuyển sang giao diện tiếng Anh các bạn chọn vào phần dấu ba gạch ở phía góc trên này này. Sau đó các bạn chọn vào ZHCN này. Sau đó các bạn chọn vào phần English thôi. Thì nó sẽ nhảy qua giao diện tiếng Anh cho các bạn. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở phần Enter ETH address này, các bạn copy lại cái địa chỉ quỹ ETH của các bạn nhé. Thì địa chỉ quỹ ETH thì các bạn vào quỹ Trust Wallet hoặc là quỹ MetaMask hoặc là Mirror Wallet, các bạn copy lại cái địa chỉ quỹ ETH của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại với trang web, các bạn dán cái địa chỉ quỹ ETH của các bạn vào đây. Sau đó thì các bạn ấn vào nút Submit giúp mình. Thì sau khi các bạn ấn nút submit xong thì nó sẽ dẫn đến các bạn giao diện như thế này. Thì các bạn sẽ thấy luôn trong phần balance của các bạn là có hai token FILV nha. Thì các bạn chỉ cần dán quỹ và đăng nhập thôi thì nó sẽ thì các bạn sẽ nhận được là hai token FILV. Và để lấy link red thì các bạn kéo xuống đây. Thì ở dưới phần này nó sẽ có cái link red cho các bạn này. Các bạn copy lại cái link red đi tiến thêm bạn bè để nhận thêm token nhé. Thì mỗi lượt refer thì các bạn sẽ nhận được thêm là hai token FILV và tối đa là 20 red nhé. Tối đa là 20 red. Ok. Như vậy là dự án thứ nhất thì đã làm xong. Thì dự án nhận token FILV chỉ có như vậy thôi. Các bạn chỉ cần dán quỹ ETH của các bạn thôi. Và qua dự án thứ hai. Thì ở dự án thứ hai này, dự án nhận token TIFI. Thì ở dự án này thì các bạn cần phải tiện red thì các bạn mới nhận được token TIF này nhé. Mình thông báo cho các bạn như vậy luôn. Ở dự án TIF coin này thì các bạn cần phải tiện red thì các bạn mới nhận được token. Thì các bạn ở dự án TIF này thì các bạn vào link thứ hai dưới phần mô tả video. Sau đó nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Các bạn kéo lúc xuống đây. Thì ở phần dưới đây nó sẽ có cái dòng là Enter là điền lại địa chỉ quỹ ETH của các bạn. Thì cũng như cái dự án FIL thôi. FILV thôi. Thì các bạn cũng copy lại cái địa chỉ quỹ ETH của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại với trang web. Các bạn dán địa chỉ quỹ ETH của các bạn vào đây. Sau đó các bạn ấn vào nút Submit. Sau khi các bạn ấn vào nút submit thì các bạn đợi một tí nhé, nó load hơi chậm các bạn. Đây, nó chạy rồi nè. Ok, sau khi các bạn điền lại địa chỉ quý và login thành công thì các bạn kéo xuống đây. Thì lưu ý luôn nhé, ở cái dự án nhận token TIF này thì các bạn phải tiện red thì các bạn mới nhận được là token này nhé. Thì mỗi lượt refer thì các bạn sẽ nhận được là 0.2 token TIF nha các bạn. Và tối đa là 20 red. Tối đa là 20 red nhé. Thì các bạn sau khi các bạn đăng nhập thì các bạn sẽ thấy luôn ở trong ở phần dưới đây này. Ở phần đây, ở phần trong phần unwrap tutorial này thì cái unwrap này nó chỉ có nó tổng 5.000 token TIF để phân phối cho unwrap thôi nhé. Tổng 5.000 token, chỉ có 5.000 token TIF để phân phối cho unwrap thôi. Cho nên ở cái dự án nhận TIF này các bạn bắt buộc các bạn phải đi tiện rest thì mới nhận được token. Thì mỗi lượt refer thì các bạn sẽ nhận được là 0.2 token TIF nha. Thì ở dự án này cũng như vậy thôi, các bạn chỉ cần điền lại địa chỉ quỹ ETH và đi tiện red thôi để nhận thêm token nhé. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận hai token FILV kèm với là 0.2 token TIF
Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.